Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cách để chữa đi ngoài hay tiêu chảy cho mọi người bằng rất là đơn giản bằng những cây thuốc quanh nhà, đó là búp ổi và cây cỏ sữa. Có nhiều người đã khỏi cái này, thực tế thì đã là uống, có nghĩa là mọi người đã dùng thuốc hoặc là đi bệnh viện nhưng mà vẫn chưa đỡ, nên mọi người dùng cái này thì phải thấy gì hiệu quả rất là nhanh. Mình hy vọng rằng là sẽ là một bài thuốc hay cho các bạn. Nhắc đến quả cây ổi thì có thể các bạn chỉ nghĩ đến cây ổi để ăn quả. Ổi thì có rất là nhiều loại như là ổi găng, ổi đào, ổi mỡ và những cái loại ổi rất là ngon khác. Và quả ổi thì cũng rất là nhiều vitamin và sắt. Đây là búp ổi, các bạn nhìn thấy búp ổi này thì có tác dụng rất là tốt trong việc các bạn dùng để chữa bệnh. Vì nó có tính kháng khuẩn tương đối cao. Và để thực hiện làm bài thuốc này thì các bạn chỉ dùng cái búp ổi này thôi. Các bạn ngắt cái phần non của cái phần búp ổi. Còn đây là cây cỏ sữa, có thể các bạn đã nhìn thấy nhưng mà các bạn chưa biết đây là cây gì. Cây cỏ sữa này khi mà các bạn ngắt vào một đốt của nó thì tự nhiên ở cái thân của nó sẽ chảy ra một cái nhựa màu trắng đục rất là giống là sữa. Mình nghĩ là như vậy nên là mọi người đặt cho nó là cây cỏ sữa. Các bạn chỉ cần ngắt một đoạn thôi là ở cái phần này nó sẽ chảy nhựa màu trắng đục. Và cây cỏ sữa này thì cũng hiện nay thì có thể là hơi khó tìm. Tuy nhiên thì ở một số vùng thì nó vẫn mọc rất là nhiều. Các bạn có thể chỉ cần một nhánh và các bạn trồng thì nó có thể đẻ ra rất là nhanh. Thì để thực hiện thì các bạn, những cái búp ổi như thế này thì các bạn, ở đây là đang là mùa đông nên là búp ổi nó không được non lắm, nên các bạn sẽ hái những cái búp non như thế thôi. Thì chúng ta chỉ lấy phần búp non thôi nhé. Mình phải đi kiếm cây ổi này thì mới làm video này chia sẻ được cho các bạn. Sau đó đây là những cái búp ổi và cây cỏ sữa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thật ra thì lúc quay thì mình đã show cho các bạn xem là cây cỏ sữa khi cắt ra thì sữa nó chảy như thế nào. Nhưng thực rất là buồn vì khi đó thì máy của mình chưa bật. Và cái cây cỏ sữa và cái búp ổi này thì đầu tiên thì các bạn sẽ cắt. Mình làm một lúc rồi thì nhìn thấy máy vẫn chưa bật. Và các bạn sẽ cắt cái búp ổi này ra. Và sau đó thì phần để chi cho bạn rang cho nó nhanh. Và tiếp đến là cái phần gừng. Gừng ở đây thì các bạn sẽ cắt ra và các bạn giã. Mình cũng đang làm đến đoạn giã gừng rồi thì tự nhiên là thấy, nhìn lên máy và thấy chưa. Các bạn sẽ cắt thành những cái lát nhỏ. Và gừng thì các bạn cũng chỉ cần cho ít thôi, bởi vì khi các bạn cho nhiều thì nó hơi nóng. Sau đó thì các bạn sẽ giã gừng thật nhỏ ra. Vì tay mùa đông nên là đỏ hết cả tay. Mấy hôm vừa rồi rất là lạnh. Và các bạn sẽ cần một nồi nước như thế này nữa. Và búp ổi thì sau khi các bạn rửa sạch, các bạn cắt bớt thì các bạn sẽ cho búp ổi vào rang trước. Bởi vì búp ổi thì các bạn cần thời gian lâu hơn để rang. Mình đảm bảo rằng cái bài thuốc này các bạn không cần dùng kháng sinh mà rất là hiệu quả. Vì mình nghe thấy mấy bác hàng xóm nói chuyện là cái cây này chữa rất là tốt. Bởi có những người, có nghĩa là bạn, có nghĩa là đã dùng thuốc rồi, đi bệnh viện rồi nhưng mà không đỡ, nên là uống cái này xong thì thấy hiệu quả ngay và rất là tốt. Và mình cũng muốn lưu giữ lại những cái bài thuốc như thế này để chúng ta ít dùng kháng sinh đi cho bảo vệ sức khỏe. Các bạn cứ sao để đến khi nào cái lá ổi nó, có nghĩa là các bạn sẽ canh làm sao để cho lá ổi và cây cỏ sữa này để có thể khi cho vào thì chúng có thể có thời gian rang bằng nhau đấy khi đấy, bởi vì nếu như các bạn cho vào cùng nhau thì lá ổi nâu khô hơn, mà cái cỏ sữa thì lại nhanh khô nên sợ cháy mất, nên các bạn sẽ canh để cho hai cái nó rang vừa nhau. Cái cỏ sữa này thì các bạn có thể cũng cắt ngắn ra để các bạn rang cho dễ. Cây này thì có thể nó sẽ rụng cái hạt, hoặc là các bạn chỉ cần lấy một nhánh thôi thì nó sẽ đẻ ra. Nếu như các bạn muốn có ý định là muốn trồng cây này để trong làm vài thuốc ở trong nhà, vì cây rất là nhỏ nên chắc mình nghĩ là chiếm rất là ít diện tích. Mình thấy rằng có rất là nhiều bài thuốc dân gian rất là hay mà còn hiệu quả hơn cả thuốc nữa, nên mình sẽ cố gắng để lưu giữ lại và chia sẻ cùng cho các bạn. Và mình cũng rất là hy vọng rằng nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý của các bạn. Đấy, khi mà các bạn rang, các bạn sờ thấy nó khô tay như thế này là được. Và tất nhiên rồi, tất cả những cái bài thuốc thì mà có rang thì chúng ta đều hạ thổ, và bài thuốc này cũng vậy. Thì các bạn sẽ cùng tìm một cái nền đất thật sạch và các bạn có thể đổ xuống. Và để đảm bảo sạch hơn nữa thì các bạn có thể nót một tờ báo, một tờ giấy và các bạn sẽ đổ xuống và để cho nguội khoảng 10-15 phút. Đây là phần mà mình đã hạ thổ xong và đã nguội rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho vào nồi và các bạn thì mình sơ các bạn lên, mình chỉ dùng cái nồi nhỏ nhỏ như thế này thôi. Mà khi mà các bạn làm thì đấy, các bạn sẽ cho một ít gừng này, lá đi, lá này thì cũng tùy các bạn, tất nhiên là càng đặc càng tốt rồi đúng không các bạn. Cái này thì nó sẽ hơi đắng một chút nếu với trẻ nhỏ đấy các bạn, nếu hơi loãng hơn. Còn người lớn thì các bạn có thể, thật ra thì nó cũng không, nếu mà rất dễ uống. Đối với trẻ thì có thể là gọi là hơi đắng thôi, còn bình thường người lớn thì uống rất là dễ. Và cho thêm một chút muối nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đun, các bạn cứ đun. Bếp ga nhà mình hơi bẩn. Các bạn cứ đun đến khi nào sôi và để cho sôi một lúc, đến khi nước nó chuyển sang màu hơi vàng. Và sau đó thì các bạn sẽ rót ra và các bạn uống rất là hiệu quả. Nếu bạn nào không tin mà khi mà các bạn có hiện tượng như thế thì các bạn thử làm xem, hiệu quả rất như tốt. Và mình hy vọng rằng với cái bài thuốc mình chia sẻ này có thể giúp ích thì cho các bạn, và chúng ta có thể lưu giữ được những cái bài thuốc hay bằng những cái cây quanh nhà mà không phải dùng kháng sinh, bởi vì nay thì dùng kháng sinh rất là không tốt cho sức khỏe. Cái này thì các bạn uống, còn đối với những cái lá mà còn thừa như thế này thì các bạn có thể cắt đi và các bạn dùng dần, như thế rất tiện. Bởi vì cái lá khô này cũng giống như những cái lá mà các bạn uống thôi, họ cũng làm khô rồi và chúng ta cắt đi, chúng ta dùng dần. Thì búp ổi này các bạn một lần làm thì các bạn sẽ có thể cắt đi và các bạn dùng dần. Đấy, với những cái cây nhà lá vườn rất là tốt như thế này quanh ta mà các bạn có thể tạo ra những cái bài thuốc mà giúp ích trong bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và rất mong nhận được sự đóng góp, góp ý cũng như chia sẻ của các bạn. Nếu như thấy hữu ích thì hãy ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.